Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Mô hình nuôi tôm thẻ nước ngọt ở huyện Ninh Sang, tỉnh Hải Dương mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nam Định triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025. Hướng đi mới cho bài toán rác thải làng nghề giấy Phong Khê, tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 2 tháng qua, dịch tả lợn châu Phi diễn ra trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã gây thiệt hại khá lớn cho các hộ chăn nuôi. Để đảm bảo kinh tế cho gia đình và tránh tình trạng để không chuồng trại, nhiều hộ trên địa bàn đã chủ động chuyển đổi vật nuôi sau dịch. Theo đó, ngay sau khi 13 xã trên địa bàn huyện Ân Thi công bố hết dịch tả lợn châu Phi, nhiều người dân đã chủ động tìm các con vật nuôi phù hợp để thay thế, tận dụng triệt để những chuồng trại đang bỏ không. Hầu hết các hộ dân đều lựa chọn chuyển đổi chủ yếu sang các loại gia cầm phổ biến như gà, vịt. Một số hộ ở xã Hồ Tùng Mậu lại tận dụng chuồng bỏ không để nuôi lươn. Đặc biệt, để tránh rủi ro cho các hộ nông dân, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Ân Thi đều khuyến khích người dân chuyển đổi vật nuôi với quy mô nhỏ để tránh tình trạng cung vượt cầu. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến hơn 100.000 con lợn của tỉnh Bắc Ninh buộc phải tiêu hủy, hàng nghìn chủ chăn nuôi trang trại trắng tay. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các hộ chăn nuôi không nên vội tái đàn. Nhằm giảm gánh nặng kinh tế của gia đình do dịch tả lợn gây ra, thời điểm này, nhiều hộ nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang đối tượng vật nuôi khác. Huyện Quế Võ là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề của dịch tả lợn châu Phi. Trong cơn bão dịch, gần 1.000 con lợn thịt và 30 lợn nái với tổng trọng lượng hơn 74 tấn của gia đình phải tiêu hủy. Gần 25 năm chăn nuôi, chưa bao giờ dịch bệnh lại gây thiệt hại lớn như vậy. Trong lúc chưa thể tái đàn lợn, sẵn diện tích đất thuê làm trang trại rộng 7 ha, ông Xuê quyết định chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn sinh học. Dự án của ông được ngân hàng ủng hộ cho vay thêm 1,5 tỷ đồng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu về nuôi. Hiện gia đình ông đang cho máy xúc đào đắp mở rộng ao nuôi từ 6 ao lên 10 ao nuôi cá. Theo ông Xuê, sự chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản của gia đình là giải pháp tích cực nhằm hạn chế rủi ro trong chăn nuôi. Thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với người chăn nuôi là rất lớn. Để bảo vệ tốt đàn lợn cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tuyên truyền hướng dẫn hộ chăn nuôi chuyển đổi sang nuôi con khác để lấy ngắn nuôi dài, chờ ổn định thì tiếp tục tái đàn. Các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy nên tận dụng chuồng trại có sẵn, chuyển đổi sang các vật nuôi khác phù hợp với từng vùng, địa phương. Điều mà người chăn nuôi mong mỏi nhất hiện nay là sớm được nhận phần kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc dịch bệnh của nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định của chính phủ, nguồn hỗ trợ các trang trại hộ gia đình có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh bao gồm ngân sách trung ương 70%, còn lại là ngân sách tỉnh. Chủ trương của tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan, chủ trang trại, hộ chăn nuôi hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ tiêu hủy lợn. Tỉnh sẽ sớm bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ người chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi nên chủ động huy động các nguồn lực để chuyển đổi vật nuôi, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản nước mặn, sau khi thuần hóa được nuôi trong môi trường nước ngọt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của phóng viên tại một số mô hình ở huyện Ninh Sang, tỉnh Hải Dương. Gia đình ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang có khu nuôi thả thủy sản khoảng 10 ha. Trước đây nuôi cá truyền thống và có một mô hình nuôi cá sông trong ao. Tuy nhiên, do hiệu quả nuôi cá không cao, năm 2018, ông Nguyễn Văn Quang nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng nước mặn ở môi trường nước ngọt. Do yêu cầu của loài thủy sản này đòi hỏi phải có môi trường nước sạch, ông Quang dành 2 ao để cải tạo nước. Sau đó chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng rộng khoảng 9 mẫu. Trong thời gian theo quy trình nuôi 3 tháng, tuy không vất vả nhưng phải chăm sóc đúng kỹ thuật như cho ăn đúng giờ, phun nước tạo sóng đúng thời gian quy định và đặc biệt phải lưu ý kiểm tra nước hàng ngày để có biện pháp điều chỉnh độ pH và kiểm trong nước. Thực tế là chăm sóc tốt thì nó vẫn là thích hợp chứ không phải là không thích hợp. Nó có phần nó cũng có cái ưu điểm, có khuyết điểm, có thể nó có ưu điểm là của nó là có nhiều cái thuận lợi hơn là cái thằng nuôi nước mặn. Nước mặn ấy, thì nó sẽ nuôi theo mùa được. Nhưng mà mình đây thì có những mùa mình khó khăn nhất là cái mùa đông. Chất lượng tôm thì nuôi ngay thì nó sẽ ăn là nó sẽ ngon, có thể là không kém gì mà có thể hơn là cái thằng tôm nước mặn. Để nuôi được tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt, ông Nguyễn Văn Quang phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư giống tôm Phương Hà ở Nha Trang là đơn vị cung cấp giống và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật. Năm 2018, gia đình ông Nguyễn Văn Quang nuôi thành công 2 lứa tôm thẻ. Do nuôi thí điểm nên mật độ nuôi thưa, mỗi mẫu thu được 1 tấn tôm thương phẩm với giá bán 250.000 đồng 1 kg, trừ các khoản chi phí thu lãi khoảng 30%. Qua thực tế vụ thứ 3, tôm thẻ phát triển tốt ở môi trường nước ngọt, ít bị bệnh và cho hiệu quả kinh tế cao. Từ thành công của việc nuôi thí điểm, ông Nguyễn Văn Quang có dự định mở rộng mô hình khu nuôi thả thủy sản tập trung và thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để xây dựng mô hình liên kết chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Trước thực trạng dịch bệnh và môi trường ảnh hưởng đến con tôm, nên nhiều hộ nông dân ở Thái Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật cao vào nuôi tôm. Hiện tại đã có nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao xuất hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Đây được xem là hướng đi mới hiệu quả và bền vững đối với người nuôi trồng thủy sản. Có thể thấy, nuôi tôm công nghệ cao rất hiệu quả. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là dù hiệu quả nhưng nhiều hộ nông dân vẫn chưa mặn mà áp dụng rộng rãi mô hình này. Theo số liệu từ Chi cục Thủy sản Thái Bình, hiện trong số hơn 2.960 ha nuôi tôm nước lợ thì mới chỉ có 145 ha là áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Trong đó tập trung chủ yếu ở 3 địa phương là xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, xã Nam Thịnh, Nam Phú của huyện Tiền Hải. Theo các hộ nông dân thì để nuôi tôm theo hướng công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Trong khi đó, người nông dân lại gặp khó khăn trong làm thủ tục thế chấp để vay vốn ngân hàng. Ngoài nguồn vốn lớn, nuôi tôm công nghệ cao đòi hỏi người nông dân phải biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong nuôi trồng. Trong khi đó, đa số các hộ nông dân vẫn quen thuộc với cách nuôi truyền thống vốn đã cũ kỹ lạc hậu. Đây là những khó khăn mà các địa phương phải tháo gỡ để phát triển nuôi tôm thời gian tới. Nhằm thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo, thúc đẩy tích tụ ruộng đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển các mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung dồn điền đổi thửa, khắc phục sự manh mún trong sản xuất, đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. Toàn tỉnh đã quy hoạch xây dựng được 151 cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích trên 11.000 ha. Tại nhiều địa phương, chính quyền xã đã tích cực đảm nhận vai trò là đơn vị trọng tài, bảo lãnh cho doanh nghiệp cũng như hộ nông dân thuê ruộng, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp triển khai việc thuê gom, tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất. Đến nay, tỉnh ta đã có hàng trăm tổ chức cá nhân tham gia tích tụ ruộng đất với diện tích đất canh tác khoảng 900 ha. Điển hình như Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Tân 350 ha, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đỉnh Mộc 95 ha, Công ty Vineco 140 ha. Riêng nhóm hộ gia đình cá nhân đã tham gia tích tụ khoảng 300 ha để sản xuất lúa tập trung. Nhằm thúc đẩy tập trung ruộng đất, tỉnh chỉ đạo thời gian tới các ngành địa phương tăng cường phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là quy định về các quyền, nghĩa vụ cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp nông dân, tăng cường liên kết giữa các hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất và hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các mô hình liên kết, mời gọi các doanh nghiệp lớn có uy tín đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn. Mới đây tại nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu Hải Dương ngàn trái tim hồng, thu hút hàng nghìn tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu. Với thông điệp máu an toàn cho mọi người, ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm tình nguyện viên đến từ các cơ quan ban ngành, học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tại chương trình, ban tổ chức huy động 40 giường và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện 108 Hà Nội trợ giúp các tình nguyện viên hiến máu. Ngày hội cũng đã tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu và ra mắt câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Hải Dương. Chương trình Hành trình đỏ là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần nhân ái của cộng đồng. với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Nam Định, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ hệ 10 năm ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025. Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 98% số giáo viên các cấp học đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo quy định. 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng các lớp phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đến năm 2025, trên 80% học sinh kết thúc các cấp học phổ thông đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định. 100% sinh viên các trường cao đẳng sư phạm tốt nghiệp đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và khung năng lực ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo. 100% các trường xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, trường trung học phổ thông chuyên và khoảng 50% các trường trung học phổ thông có chất lượng giáo dục khá trở lên của tỉnh triển khai thí điểm dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở những lớp có đủ điều kiện. Đến năm 2022, 100% học sinh phổ thông theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Đến năm 2025, có khoảng 200 trường dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Tại tỉnh Bắc Ninh, trong khi lịch sử là môn có điểm thi trung bình thấp nhất kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, thì tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, chúng ta lại bắt gặp cách học lịch sử khác, học để hiểu và học vì niềm yêu thích. Và cũng từ cách tiếp cận này, lịch sử đã khẳng định vị thế không chỉ là môn đạt kết quả cao của thầy trò nhà trường mà còn là môn học được nhiều học sinh yêu thích. Tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 lớp chuyên sử, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh có điểm trung bình môn lịch sử đạt 9,15, trong đó có 3 điểm 10, 5 điểm 9,75, 2 bạn đạt 9,5 và 5 bạn đạt 9,25 môn lịch sử. Mặc dù nhiều bạn đạt điểm tối đa môn lịch sử cùng có một đích đến giống nhau là yêu thích môn lịch sử, tuy nhiên cách học, cách tiếp cận môn lịch sử của mỗi bạn lại không hoàn toàn giống nhau và tất cả đều khẳng định là học sử không quá khó. Theo em thì môn sử không khó, là một số bạn cảm thấy khó là do các bạn không hiểu cách học, không biết phương pháp học đúng nên là cảm thấy khó. Bởi vì nhiều bạn sẽ quan điểm rằng là học sử là phải học thuộc, bởi vì nó thuộc trường phái là khoa học xã hội. Nhưng mà thật sự là không phải, bởi vì học sử mình phải học hiểu. Nếu mà các bạn học mà cái này mới hiểu, học đến đâu hiểu đến đấy, thì môn sử không phải học thuộc nhiều mà nó sẽ... những cái kiến thức đấy nó sẽ trở lên dễ dàng. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cùng với sự nỗ lực tự học của học sinh, của giới trẻ, sự quan tâm, nhận thức của xã hội, việc biên soạn bộ giáo trình môn lịch sử thì mục đích học, phương pháp tiếp cận môn lịch sử và vai trò của người thầy, người cô giáo trong việc gợi mở sự tâm huyết truyền lửa cho học sinh là hết sức quan trọng. Việc mà để truyền lửa cho học sinh, nhất là đối với học sinh, đối với môn lịch sử, thì điều đấy là vô cùng cần thiết và vô cùng quan trọng. Nhưng để làm được điều đấy thì bản thân giáo viên phải là một người yêu nghề và đam mê chuyên môn trước đã. Cá nhân tôi thấy rằng là cái việc học sinh có yêu thích môn lịch sử hay không, có niềm đam mê đối với nó hay không, thì cái yếu tố đầu tiên khi mà các em đặt chân vào ngôi trường này thì điều đầu tiên bản thân các em cũng có cái định hướng từ phía gia đình trước đã, hoặc là cá nhân các em thích từ khi các em học trung học cơ sở trước đã. Cha ông xưa đã dạy, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và để hiểu lịch sử thì việc học không đơn giản chỉ là thuộc bài, đáp ứng yêu cầu kỳ thi, mà học lịch sử chính là học làm người. Càng thấu hiểu, trân trọng giá trị lịch sử dân tộc, lòng tự tôn dân tộc tự khắc lớn mạnh để mỗi người càng có ý thức trách nhiệm hơn trong việc xây dựng quê hương đất nước. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động du lịch của tỉnh Hà Nam có sự bứt phá. Đã có hơn 1,6 triệu lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh, đạt 104,5% kế hoạch năm, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 58.800 lượt khách, khách nội địa ước đạt trên 1,5 triệu lượt khách. Lượng khách du lịch tăng đột biến trong dịp đầu xuân năm mới và dịp diễn ra các lễ hội, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đại lễ VESAC Liên Hợp Quốc 2019 tại Chùa Tam Chúc Kim Bảng. Doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 370 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch năm, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục huy động mọi nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi hình ảnh Hà Nam đến với du khách trong nước và quốc tế. Với truyền thống văn hóa lâu đời, hiện xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có gần 50 câu lạc bộ với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác nhau. Câu lạc bộ đàn và hát dân ca do Hội Phụ nữ xã Xuân Tân thành lập gần 2 năm nay đã thu hút được nhiều hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Sau gần 2 năm hoạt động, với sự hướng dẫn chỉ đạo của Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường và Hội Phụ nữ xã Xuân Tân, niềm đam mê âm nhạc cổ truyền dân tộc đã giúp những diễn viên, nghệ sĩ không chuyên của câu lạc bộ đàn và hát dân ca Xuân Tân vượt qua những hạn chế về kiến thức âm nhạc, thiếu thốn về cơ sở vật chất để mang lại lời ca tiếng hát, phục vụ nhân dân địa phương và giao lưu cùng các câu lạc bộ khác trên địa bàn tỉnh. Với phương châm nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội, câu lạc bộ đàn và hát dân ca của Hội Phụ nữ xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường đã thực sự trở thành một sân chơi lành mạnh, thiết thực của hội viên phụ nữ, làm sôi nổi thêm phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở địa phương, góp phần xây dựng huyện Xuân Trường trở thành huyện nông thôn mới bền vững, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã có những chuyển biến tích cực. Với những giải pháp xử lý chất thải trong sinh hoạt, trong sản xuất nông nghiệp và làng nghề, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Tại thị trấn có làng nghề sản xuất bún bánh với gần 400 hộ làm nghề. Việc phát triển làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, nhưng kéo theo đó là những nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm ở làng nghề, đã có nhiều giải pháp được thực hiện, trong đó phải kể đến dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát và xử lý nước thải. Việc xây dựng hệ thống ống cống thoát nước ở các trục đường trong làng cũng góp phần thu gom toàn bộ nước thải của làng nghề đến nơi xử lý. Ý thức người dân về bảo vệ môi trường trong quá trình làm nghề cũng có nhiều thay đổi. Thay vì xả thải bừa bãi như trước, giờ họ đã có ý thức bảo vệ môi trường chung. Có được những chuyển biến đó là do hoạt động tích cực của các thành viên trong câu lạc bộ, nông dân tham gia bảo vệ môi trường làng nghề. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong ý thức và hành động của người dân, chính quyền địa phương cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý đối với những trường hợp vi phạm trong việc bảo vệ môi trường. Đây là những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở miền quê nông thôn mới Yên Khánh. Tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý chủ trương triển khai thí điểm dự án xử lý cấp bách ô nhiễm môi trường rác thải khí thải làng nghề giấy Phong Khê bằng công nghệ đốt rác có tận dụng nhiệt để sinh hơi. Điều này không chỉ tiết kiệm được kinh phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Hệ thống lò đốt rác tận dụng nhiệt để sinh hơi của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Đống Cao được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý hoạt động thử từ tháng 9 năm 2016 với tổng vốn đầu tư 22 tỷ đồng, sản lượng hơi đạt 12 tấn một giờ. Hiện mỗi ngày, đơn vị cung cấp 280 tấn hơi cho 10 xí nghiệp và cơ sở sản xuất giấy tại địa phương. Nhiên liệu chính để vận hành là phế thải phát sinh tại làng nghề và phế thải ngành lâm nghiệp. Hệ thống gồm thiết bị hấp phụ kiểu ướt, thiết bị tách lọc bụi, sục bụi, quạt và hệ thống ống khói thải. Bằng công nghệ đốt rác tự động hiện đại, đơn vị đã biến những chế phẩm tưởng chừng vô ích thành hơi, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và thân thiện với môi trường. Xỉ sau khi đốt cũng có thể tái sử dụng để san lấp mặt bằng hoặc đóng gạch không nung. Những kết quả bước đầu trong quá trình thí điểm lò đốt rác tận dụng nhiệt để sinh hơi đã gợi mở một hướng đi mới cho Phong Khê trong quá trình xử lý rác thải và xóa bỏ hàng trăm lò hơi đang hoạt động mỗi ngày, gây ô nhiễm môi trường cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình, rất cần sự đánh giá nghiệm thu từ cơ quan chức năng, qua đó chung tay thực hiện quyết tâm chính trị Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch trong năm nay. Sau một thời gian ra quân quyết liệt, thì đến nay tình trạng những tờ quảng cáo sao vặt trái phép đã xuất hiện tràn lan tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung quảng cáo từ khoan cắt bê tông, hút bể phốt, dịch vụ xe taxi, cho vay tín chấp. Việc làm vi phạm này đều được các đối tượng thực hiện vào ban đêm, khi người dân đã đi ngủ hết, khiến việc giám sát và bắt giữ các đối tượng vi phạm cũng tương đối khó khăn. Vấn nạn này làm mất mỹ quan và trở thành nỗi bức xúc của nhiều người dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.